Xin kính chào quý vị và các bạn. Ngay sau đây sẽ là các tin tức đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhanh 9 giờ. Thưa quý vị, tại Bình Định, Công an thị xã An Nhơn vừa điều tra và làm rõ một băng trộm thu giữ 4 chiếc xe máy. Ba đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn An, Đoàn Tiến Dũng và Đặng Tấn Minh, cùng trú tại phường Nhân Hòa, thị xã An Nhơn. Lực lượng công an đã thu giữ 4 chiếc xe máy là tang vật mà băng nhóm này đã trộm trên địa bàn thị xã An Nhơn và huyện Tây Sơn. Trước thông tin một người dân ở thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đăng tải hình ảnh chụp chiếc xe Kia Carens màu trắng có gắn biển kiểm soát 19A55555 lên trang fanpage xe Phú Thọ, khẳng định biển số này đã có chủ. Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Phú Thọ đã vào cuộc xác minh và làm rõ, khẳng định thông tin biển kiểm soát 19A55555 đã có chủ là sai sự thật. Theo kết quả xác minh vào ngày 19 tháng 8 năm 2023, admin của trang Facebook xe Phú Thọ đã lấy thông tin hình ảnh trên mạng Photoshop gắn với biển kiểm soát 19A55555 lên xe Kia màu trắng để đăng tải lên trang xe Phú Thọ với nội dung biển số này đã có chủ nhằm mục đích câu view. Được biết, biển kiểm soát 19A55555 của tỉnh Phú Thọ phải đến ngày 22 tháng 8 năm 2023 mới chính thức mở phiên đấu giá. Một tài khoản mạng xã hội đăng tin bệnh nhân tại Ea Kmat, xã Hòa Đông, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk bị mổ cướp thận khi đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên Đắk Lắk. Tuy nhiên, bệnh viện khẳng định thông tin trên là sai sự thật. Lãnh đạo bệnh viện cho biết một người đàn ông nhập viện với chuẩn đoán bị sốt xuất huyết. Sau nhiều ngày điều trị, bệnh nhân diễn biến nặng, hôn mê sâu, suy hô hấp và tụt huyết áp. Bệnh viện đã giải thích cho gia đình về tình trạng bệnh nặng của anh này, đe dọa tử vong, động viên cho bệnh nhân ở lại tiếp tục điều trị, nhưng người nhà viết cam đoan xin về. Và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm. Và tới đây bản tin nhanh 9 giờ cũng xin được kết thúc. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV. Kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã. Thưa quý vị và các bạn, Phòng An ninh Điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Văn Tráng, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú tại xã Thành Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đối tượng này cao 1m70 và có sẹo chấm ngay đuôi lông mày phải. Còn về tội gây rối trật tự công cộng, Công an huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Nguyễn Thành Tú, sinh năm 2001, hộ khẩu thường trú tại xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Đối tượng này cao 1m70 và có nốt ruồi cách 0,5cm dưới đuôi mắt phải. Và đối tượng Lê Văn Bảy, sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, phải nhận quyết định truy nã của Công an huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa về tội đánh bạc. Số máy đường dây nóng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an 069-234-5860 hoặc 069-232-1667 luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên. Quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng. Tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn. Đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý. Lệnh truy nã do truyền hình Công an Nhân dân và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an phối hợp thực hiện.